nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững thị trường bất động sản, tăng cường sự quản lý điều tiết của nhà nước từ trung ương đến địa phương. Ngày 11 tháng 3, Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh mới. Hội thảo có sự tham gia của ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu, các chủ trương của Đảng và việc thể chế hóa, thực thi luật pháp và cơ chế chính sách tài chính của nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bất động sản. Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nghị quyết 19 và bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới, khả năng vận dụng tại Việt Nam, đánh giá chung hiệu quả và hạn chế, yếu kém về chính sách tài chính, tín dụng, quan hệ thị trường thực hiện trong đất đai với kinh tế xã hội của đất nước. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra nhiều đề xuất, định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai trong thời gian tới. Từ đó, đưa ra định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Về vấn đề định giá và khung giá đất hiện nay của nhà nước là cần phải rà soát và điều chỉnh định kỳ theo thay đổi của thị trường và bám sát diễn biến và quan hệ cung cầu trên thị trường. Đối với quy định về giá đất thì phải áp dụng cái nguyên tắc tức là giá phải phù hợp trên thị trường cùng một cái loại và với mục đích sử dụng dựa vào cái đã chuyển nhượng. Về ngắn hạn thì chúng tôi nghĩ rằng mà có thể hoàn thiện về quy định về giá đất của nhà nước, nhưng về dài hạn có nên chăng là bỏ cái giá đất cho nhà nước và chỉ dựa vào giá thị trường thôi. Và cái rất quan trọng là cái thuế bất động sản. Thuế bất động sản. Quan điểm của một số nhóm khi mà phỏng vấn thì có một số chuyên gia đề nghị là chúng ta phải nhanh chóng thúc đẩy cái thuế bất động sản này, cũng như là nhanh chóng, như là nãy anh Dũng có nói, nhanh chóng tháo gỡ nhiều cái dự án cho doanh nghiệp, bởi vì nguồn cung nó càng nhiều thì lập tức là giá nó sẽ giảm xuống, đơn giản thôi. Hiện giờ chúng ta chưa tháo được cái dự án đó thì cung nó ít đi, lập tức là giá nó cao hơn. Như là một trong những cách mà bình ổn giá cũng như tạo bất động sản, tức là tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp tạo ra các loại sản phẩm mới, đa dạng về thị trường. Ngoài các báo cáo tham luận được trình bày, hội thảo còn tổ chức phiên bàn tròn đối thoại với sự tham dự của đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, đại diện các bộ ngành và địa phương cùng chuyên gia để thảo luận các chủ đề mang tính thực tiễn cao, các vướng mắc cũng như giải pháp để phát triển bền vững thị trường bất động sản Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.